Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hai người ghé qua trong cái hẻm nhỏ phức tạp lại u ám. Màn đêm buông xuống, khu vực dân nghèo cũ nát dơ bẩn, trong hẻm bị bóng tối dày đặc che phủ. Trong hẻm nhỏ đi ngang qua thỉnh thoảng có ánh mắt ở trong ngó. Ta cảm thấy bản thân giống như là còn đi vào trong sào huyệt của một bầy sói. Không ngờ thành Trường An phồn hoa như vậy lại có một nơi như là thế này. Ngoài mặt thì phồn hoa hưng thịnh, người thống trị đam mê ca múa săn bắn, sống trong cảnh xa xỉ. Tầng dưới lại bị chuột ăn mày, tử thi chiếm cứ thối rữa. Người đi vào trong đó đừng ăn nói lung tung, tính khí của Càn gia không được tốt đâu. Ngươi nói Trường An có bốn vị vương ngầm, lần đầu ta đến đây giới thiệu cho ta một chút đi. Những cái này ngươi tự nghe ngóng nào biết thôi. Thế lực ngầm của Trường An phân biệt là có bốn vị vương. Vị thứ nhất, Quất bang số người nhiều nhất, bang chủ võ công cao cường, tên cũng không rõ, trong bang đầu nào ăn mày, ăn trộm, kẻ buôn người, trộm gà bắt chó. Ví dụ như là một võ giả nào đó được người giàu có thuê vào trong chừng nhà, lại không đi chào hỏi với khuất bằng, vậy thì một ngày mấy chục tên trộm đi trộm người, trộm đi trộm của người, chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng trộm, cho dù người có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể nào chống lại được. Vị thứ hai là binh sĩ của binh doanh phía Tây, lão đại tự xưng là Lạc Lôi. Phía sau đám này là thế lực võ quan, thích nhất là đi khắp nơi thu phí bảo kê. Vị thứ ba tự xưng là Thanh Đạo Phù, nhưng nghe nói phía sau bọn họ là thế lực văn quan chống lưng, phụ trách tiêu hủy tăng vật, lau mông cho bọn họ. Vị cuối cùng chính là Ngư Bang mà Càn gia thống trị, mà Càn gia thống lĩnh, cũng là bang phái có thế lực lớn nhất. Kỹ viện, song bài, đồ cổ, thậm chí là gạo dầu ăn mắm muối, nước tương, giấm trà, Ngư Bang đều nhúng tay vào. Nghe nói thái giám ở trong cùng trộm đồ muốn tiêu hủy tăng vật chính là tìm Ngư Bang. Vậy Ngư Bang là do ai chống lưng ở phía sau? Không biết, không ai biết hết. Đúng rồi, không được nói nữa. Đại hiệp, ngươi đừng hỏi nữa, những chuyện này cũng không phải là một tên tép diêu như ta nên biết được. Dạ, làm phiền bẩm báo lại với Càn gia một chút. Vị huynh đệ này là cao thủ võ lực hạng nhất, lần này đến bang phái của chúng ta, nói là muốn làm quen với Càn gia một chút. Ánh mắt không tệ đấy, xem ra là một người đã từng trải qua sóng gió lớn. Càn Hoạch, Càn gia lần đầu đến quý địa, lần đầu đến quý địa, biết ngài có tiếng ở đây nên đã đặc biệt đến bái sơn môn của Càn gia. Không tệ, là một tiểu tử hiểu quy tắc, nghe nói võ lực của ngươi không tệ, nếu như đã qua đây bái sơn môn lại không đem theo quà gặp mặt gì đến hay sao? Có chứ, xin Càn gia nhận cho. Chỉ chút này thôi sao? Tiểu tử, ngươi tưởng đây là đang đuổi đám ăn mày của khất bang hay sao? Người trẻ, ngươi vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài, nếu như hiểu quy tắc thế thì hãy nghe lời. Gọi ta một tiếng Càn gia, sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta rồi. Sau này đi làm việc với ta, ta có miếng cơm để ăn cũng không để ngươi phải chết đói. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thanh kiếm nó không tệ, đưa qua đây cho ta. Kiếm này mà vật mà một người bạn tặng cho ta, xin Càn gia hãy giơ cao đánh khẽ. Ta không muốn gây chuyện. Gây chuyện ở địa bàn của ta, ngươi còn dám gây chuyện hay sao? Tiểu tử ngươi, ngươi, tiểu tử này có la lịch gì? Là một người mới bò ra từ trong núi sắc biển máu ra. Chết tiệt, hắn rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người mới có sát khí như vậy chứ?